Hít nó khí. Hít hít hít. Chị biết nào anh em. Đây là chương trình đào rúi của một con cua rừng. Con cua rừng làm la nghề luôn này. Làm mì đúng ăn này. Chuẩn bị sắp bắt được rồi. Thấy đầu nó thò ra rồi. Mồi mồi. Con đang lưa đây. Đi từ từ. Nào, anh em, ra đây. Nó ra rồi. Kính chào anh em. Hôm nay anh em đi đào rúi. Thì tôi chú cũng khổ khổ đà. Được một con. Đang còn chuẩn bị lấy con thứ hai này. Tôi nữa. Cắm mà về mình cắm đi. Chứ dính húa cắn gì, phải cắm rồi làm sao. Cắm đi sau tôi. Chết thúng rồi chị lại họ khoản mình.